Chào cả nhà. Hôm nay em test thử sau bàn này vẫn còn ho nhưng mà người khỏe. Test thử coi em đã âm tính chưa. Hôm em test ngày thứ 6 là em hai vạch. Ngày thứ 2 em test lại. Coi em có còn dương tính không nhé. Đây. Cả nhà thấy không ạ? À? Em trở về âm tính rồi ha. Thứ 6 thì hôm nay là chiều thứ 2. Ngày chiều thứ 2 thì em đã trở về âm tính rồi. Cái trà Montechut của mình nó rất là tuyệt vời. Nên em không có uống thêm thuốc tây. Cái hôm đầu tiên em có uống, hôm hai hôm sau thì em không có uống nha. Đây, hiện tại là em đã âm tính ha. Chào cả nhà mình. Âm tính rồi nha cả nhà.